Xin chào các bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Four. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Four nào, hãy gọi thoại nhà Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay Cường sẽ review chi tiết cho các bạn chiếc xe Ford Ranger XLS AT phiên bản 2 cầu số tự động. Và đây là mẫu đèn LED nha. Mẫu đèn LED là mẫu nâng cấp giữa vòng đời của phiên bản XLS AT, kể cả một cầu và hai cầu. Giờ đây chúng ta sẽ sử dụng trang bị là đèn full LED cho đèn phía trước. Trước đây là bóng halogen, còn bây giờ sẽ là đèn LED. Thì xem với cái mức giá cho phiên bản 2 cầu là 776 triệu đồng và phiên bản 1 cầu là 707 triệu đồng thì chiếc xe này nó có đáng mua hay không, và tại sao nó là chiếc xe bán chạy nhất của nhà Ranger nói riêng và làng bán tải tại thị trường Việt Nam nói chung. Cường mời các bạn ngay bây giờ tìm hiểu chi tiết với Cường qua video ngày hôm nay về chiếc xe này. Như thường lệ, Cường sẽ mời các bạn tham quan một vòng về ngoại thất trước. Ở phần đầu xe, Cường sẽ điểm ngay cho các bạn về hai điểm khác biệt. Điểm khác biệt thứ nhất không thể không nói đến, đó là cụm đèn pha mới, trang bị đèn full LED, đèn chữ C định vị ban ngày sang trọng hơn và hiệu năng chiếu sáng có thể nói là tốt hơn so với lại thế hệ trước đây. Đèn rất đẹp nha các bạn. Nếu mà trước đây các bạn mua cái phiên bản XLS mà đèn halogen nhìn nó có vẻ là hơi bực mình, bởi vì nó không có cái đèn chiếu C định vị ban ngày này. Mà những người yêu bán tải, đặc biệt là Ford, sẽ rất thích cái kiểu đèn chữ C này. Nó lấy cảm hứng từ F150 series. Giờ đây chúng ta mua về, chúng ta đã có sẵn cái trang bị đèn LED này luôn. Rất rất hay, Cường đánh giá rất cao về cái sự nâng cấp của mẫu XLS AT này trên cái đèn LED này. Phải nói rất hay, các bạn rất là hiểu cái tâm lý của người dùng, rất nhiều người thích cái cụm đèn đó. Thứ hai nữa là cái mặt ca lăng. Mặt ca lăng được trang bị có cái điểm khác biệt nho nhỏ, đó là các bạn để ý ở cái khu vực này. Nếu trước đây thì nó là cái mặt ca lăng chỉ đến đây thôi, còn đây là cái khu vực của cái đèn. Nhưng mà bây giờ do được trang bị đèn LED á, các bạn biết đèn LED là hiệu quả chiếu sáng sẽ tốt hơn với một cái diện tích của cái phần là chóa phản xạ nhỏ hơn, cho nên là nó đã tiết kiệm được cái không gian ở đây để cho cái mặt ca lăng có thể đi sâu vào trong cái lòng đèn này, nó tạo cho cái phần đầu xe trở nên đẹp hơn rất là nhiều. Các bạn hãy nhìn lại một lần nữa về cụm đầu đèn đi, nhìn cứ như là những cái phiên bản cao cấp như là XLT hay là phiên bản Sport hay là phiên bản ngoài chắc hơn của bạn. Nhiều khi nhìn ở phần đầu xe các bạn không biết phân biệt được đây là cái phiên bản nào luôn á. Đó là về phần mặt ca lăng ha, còn những cái chi tiết này thì nó cũng giống rồi. Còn giờ đây thì cái này nó sơn cái màu, cái này gọi là cái màu hơi xám trắng một xíu, mà nó màu hơi nhám nhám, nhìn nó cũng thể thao và năng động. Còn ở phần phía dưới thì không có quá nhiều điểm thay đổi các bạn. Vẫn được trang bị một móc kéo phía trước nè, đèn sương mù halogen nè. Nhưng mà những cái chi tiết này được mạ chrome cũng rất là tỉ mỉ. Đó là một cái sự trau chuốt của nhà Ford đối với lại cái sản phẩm của họ. Các bạn để ý những cái phần miếng nhựa bên trong nào. Đó, cái phần nhựa cho mình nè, nó cũng thiết kế theo cái kiểu của mặt ca lăng. Đó, những cái chi tiết rất nhỏ bên trong này tưởng chừng như không bao giờ để ý đến, nhưng mà vẫn trau chuốt rất là tỉ mỉ. Qua phần bên hông xe, Cường sẽ xem là với cái mẫu này chúng ta sẽ được trang bị những gì. Ở phần bên hông xe, các bạn sẽ sở hữu được một cái chiều dài rất lớn, lên đến gần 5m4. Đây là một chiếc xe bán tải tầm trung có kích thước lớn nhất tại thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại, cả về chiều rộng, chiều cao và chiều dài. Đặc biệt là chiều dài cơ sở vô đối trong phân khúc luôn các bạn, rất dài lên đến hơn 3m2. Cho nên chúng ta sẽ có một chiếc xe rất trường. Các bạn hãy ngắm nhìn ở cái phần này đi. Đây có thể đó là góc nhìn mà chúng ta sẽ thấy được cái sự bệ vệ và cái sự oai nghiêm của chiếc xe Ford Ranger. Điểm những cái chi tiết thì các bạn sẽ được trang bị một cụm mâm kích thước lên đến 16 inch. Lốp là lốp của Bridgestone. Lốp Bridgestone này các bạn biết rồi đó, rất là ok. Size lốp thì các bạn có thể thấy là 255/70R16 là một cái kích thước lốp mà Cường đánh giá đây là một chiếc xe thiên về cái việc là đi địa hình. Nó sẽ êm ái khi chúng ta vô những cái địa hình rất là dàn sóc. Ở phía trước thì sử dụng hệ thống treo là tay đòn kép đặc trưng của nhà bán tải sắc xi rời. Ở phía trước sử dụng một cái phanh đĩa rất lớn. Đây, phanh đĩa rất lớn và dày các bạn. Ốp cua vè sơn màu nhựa nhám tạo cho chiếc xe có cái sự năng động và thể thao. Những cái chi tiết nhỏ cũng được mạ chrome, ví dụ như là cái mang cá có cái dòng chữ turbo ở đây. Về phần tay nắm cửa hay là phần ốp gương này thì sẽ được sơn cùng màu lại thân xe. À, các bạn có thể thấy gương chiếu hậu thì được trang bị là tích hợp đèn báo rẽ nè, có chỉnh điện là chỉnh cái lòng gương này điện thôi, còn gập thì chúng ta vẫn phải gập cơ.
Đây, ví dụ như gặp các bạn gặp cơ này, nhưng mà gặp cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Với cái tính năng này thì hoàn toàn có thể độ lên phần gập điện, từ cái phiên bản Sport trở lên thì chúng ta mới có là gập gương điện tự động thôi. Còn XLS hay là XL thì vẫn là gập cơ. Ở phần phía sau thì kích thước mâm lốp vẫn vậy, trang bị là phanh tăng chống, đằng sau là sử dụng nhíp đặc trưng của dòng bán tải này, sắc xì rời, ốp cua ve, có một cái phần bật bước phụ ở đây, rất hay, rất thuận tiện cho chúng ta trong quá trình bước lên bước xuống. Ở phần đuôi không có gì khác biệt so với lại thế hệ trước đây, vẫn được trang bị một cái cản bước lên bước xuống rất lớn ở đây, tha hồ cho các bạn là di chuyển lên xuống phần thùng rất nhẹ nhàng và thoải mái. Đèn hậu là đèn halogen, thiết kế 3 tầng đặc trưng của nhà Ford từ trước đến nay. Phiên bản 4x4 756 triệu, phiên bản 1 cầu là 707 triệu. Đằng sau chúng ta sẽ được trang bị camera lùi và đèn phanh trên cao. Khi mở cái phần bửng thùng này ra thì các bạn thấy là hơi nặng, bởi vì nó không có cái thanh trợ lực ở đây. Từ cái phiên bản Sport trở lên chúng ta sẽ có cái phần thanh trợ lực ở đây, đóng mở cốp nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên thì hoàn toàn có thể gắn thêm cái một cái ti trợ lực ở đây, chi phí chưa đến một chầu cà phê của các bạn luôn. Phần kích thước lọt lòng thì rất lớn, phần kích thước lọt lòng thùng này là lớn nhất trong phân khúc. Chúng ta có thể để vừa được một cái pallet theo tiêu chuẩn của châu Âu. Điều này rất phù hợp với lại những khách hàng nằm trong cái lĩnh vực là kinh doanh hàng hóa kiểu như là vận tải đó, thì có thể đặt vừa một cái pallet tiêu chuẩn lên phần lọt thùng này luôn mà không cần là phải chế cháo vấn đề gì hết. Ở trang bị thì chúng ta sẽ chưa được trang bị là lót thùng, mà lót thùng thì chúng ta phải trang bị thêm. Chứ cái phần lòng thùng này nếu mà chúng ta không trang bị thêm cái phần lót thùng thì chở nó sẽ rất là trượt hàng hóa, và nó sẽ gây móp méo, thậm chí là lủng hay là chầy xước cái phần thùng của chúng ta. Và một điểm cần thấy rất là hay đó là trên cái phần vằn thùng này, nhà sản xuất người ta đã làm cho các bạn 3 yếu tố. Thứ nhất là sẽ chống chầy cái phần vằn thùng ở đây. Xếp dỡ hàng hóa thì kiểu gì chả đặt lên cái này, phần nhựa nhám này thì chống chầy rất là tốt. Thứ hai, họ đã gắn cho chúng ta, chừa cho chúng ta sẵn những cái mô đun chờ ở đây. Tổng cộng mỗi bên sẽ có 3 con ốc để chúng ta gắn những cái thanh thể thao hay là những cái phần nắp thùng mà chuyên dụng để phục vụ với lại từng nhu cầu của khách hàng riêng biệt mà chúng ta không cần phải chế cháo hay là khoan. Và cái thứ ba nữa là ở trên cái phần bửng thùng này, các bạn mở ra các bạn sẽ thấy một cái thước ở đây. Đó, thước nè, thước để đo các bạn. Và có những cái mô đun ở đây để chúng ta gắn những cái tool, những cái công cụ lên cái phần bửng thùng này để chúng ta thực hiện những cái thao tác phù hợp với lại từng nhu cầu khách hàng sử dụng riêng biệt. Đó là một điểm mà Cường đánh giá rất cao về cái tính tiện dụng cũng như là thích hợp để phù hợp với lại nhu cầu sử dụng của từng khách hàng trên chiếc xe Ford Ranger 2023. Với bên trong phần nội thất thì Cường sẽ điểm nhanh cho các bạn về những cái trang bị từ phần tắp bi cửa, những cái vị trí mà chúng ta thường xuyên tì đây này, là bọc da nha, bọc da, những cái nút bấm có cái độ phản hồi rất là tốt, cái độ này, cái độ gọi là nó làm tỉ mỉ rất là tốt các bạn. Ghế thì là ghế nỉ, thì Cường thấy là cái ghế nỉ này á, thì nó sẽ hơi dơ và nó hơi nóng. Nếu mà khách hàng mà thường xuyên di chuyển ở những cái đường mà kiểu như là dơ giấy hoặc là bùn lầy nhiều á, Cường nói ví dụ như đi công trình nhiều đi, bán tải mà đi công trình là chuyện bình thường, thì cái phần ghế này các bạn nên bọc thêm cái phần ghế da. Bởi vì đây ghế này thì chỉ là trang bị nguyên bản theo xe luôn, thì các bạn lên cái phần ghế da này nó không ảnh hưởng gì hết, bởi vì nó không ảnh hưởng đến hệ thống điện các thứ, là không ảnh hưởng gì hết, mà bọc lên ghế da nó sẽ sạch sẽ và nó sang trọng, sử dụng nó sẽ thoải mái hơn. Tuy nhiên thì bù lại cái phần trang bị ghế da thì các bạn sẽ được trang bị một loạt các tiện ích cho cái phần không gian sử dụng, mà phải nói cũng đánh giá rất cao về cái khả năng hoạt động của chiếc xe bán tải này, từ ngoại thất cho đến nội thất. Các bạn để ý có hai màn hình, một màn hình sau vô lăng kích thước 8 inch hiển thị full LCD, hiển thị rất rất nhiều thông tin. Phải nói trong cái tầm giá bán tải mà chỉ có 700 mấy chục triệu mà các bạn đã được trang bị những cái công nghệ rất là hiện đại rồi. Ở phần màn hình trung tâm này cũng vậy, một cái màn hình đặt dọc kích thước là 10 inch. Tuy nhiên ở đây chúng ta vẫn được trang bị những cái phím cơ để phục vụ cho cái quá trình sử dụng được thuận tiện nhất. Chúng nói ví dụ như các bạn đang tập trung lái xe hay là đang xử lý những cái công việc mà chúng ta không lẽ mỗi lần chỉnh điều hòa cứ phải nhìn vào cái màn hình này để bấm làm sao cho nó chính xác nhất. Bởi vì cảm ứng mà sẽ rất là khó để mà chính xác, bởi vì cái đầu ngón tay mình bấm vô mà. Nhưng mà ở cái phần phím cơ này các bạn chỉ cần theo cái cảm giác của mình, theo cái cảm giác mình sẽ thể điều chỉnh một cách rất rất dễ dàng những cái mà
chúng ta sử dụng hàng ngày, ví dụ như cửa gió điều hòa. Cửa gió điều hòa thì mỗi lần lên xe kiểu gì chờ điều chỉnh đúng không, thì nó sẽ rất là phù hợp với lại cái nhu cầu sử dụng chúng ta. Nó hiện đại nhưng mà nó vẫn rất dễ dàng sử dụng. Nhìn một lần nữa từ bên trái sang bên phải, các bạn sẽ thấy những cái chi tiết, ví dụ như cửa gió điều hòa đập dọc nè, những cái module nhựa ở đây sơn cái màu xám xi măng rất đẹp. Nhựa ở trên này tuy là nhựa thôi nhưng mà làm những cái vân kiểu như là kim cương rất rất đẹp các bạn. Đó, rất nhiều vị trí để đồ trên chiếc xe này. Đó, để đồ nè, ở dưới này cũng để đồ nè, tắp bi cửa cũng để đồ nè, để đồ nè, để đồ nè, để đồ, rất rất nhiều vị trí để đồ các bạn. Và về trang bị thì các bạn sẽ được trang bị 3 chế độ gài cầu 2H, 4H và 4L, cổng sạc USB Type-C đầy đủ, hỗ trợ đổ đèo, các chế độ vượt địa hình, cân bằng điện tử và có cả khóa V-Side cầu sau luôn. Chúng ta sẽ có hai mode chạy là D và M. M là số bán tự động, các bạn sẽ điều khiển số bằng cái phần nút ở bên trên phần cần số này. Phần tay này vẫn là phần tay cơ hoặc để ly, bệ tỳ tay rất to. Ở bên trong bệ tỳ tay chúng ta sẽ có một cái module để sử dụng cái nguồn là 12V. Ở bên trên phần trần thì là trần màu sáng các bạn, màu kem, nó sẽ làm cho cái tông màu xe nó sáng sủa và nó thoáng hơn khi chúng ta ngồi ở bên trong. Ở trên này là đèn với lại là vị trí để kính, gương thì gương chiếu hậu chống chói cơ đó, chưa có trang bị chống chói tự động. Phần vô lăng thì thiết kế rất là đẹp thể thao, vừa vặn các bạn, không quá to không quá nhỏ, rất vừa vặn cho những người sử dụng bán tải. Những cái vị trí nút bấm ở đây làm rất là chỉnh chu. Chúng ta sẽ có là ga tự động, giới hạn tốc độ đầy đủ, ra lệnh bằng giọng nói đầy đủ hết các bạn, không thiếu bất cứ một cái tính năng nào. Dưới nắp capo cả phiên bản một cầu và hai cầu đều sử dụng chung cái dung tích động cơ là 2.0 turbo đơn, sản sinh công suất là 170 mã lực và 405 Nm. Toàn bộ sức mạnh động cơ này sẽ chuyển tới hộp số tự động 6 cấp với hệ dẫn động hai cầu, bán thời gian với 3 chế độ gài cầu 2H, 4H và 4L, có luôn cả khóa V-Side cầu sau để giúp cho các bạn trong những cái tình huống có thể là vượt địa hình, tải nặng ở phía sau hay là di chuyển một cách nhẹ nhàng, thì chúng ta đều có những cái mod chạy và cái chế độ gài cầu làm sao phù hợp nhất với lại cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Thì với cái động cơ này bền bỉ, tiết kiệm và đặc biệt là cái độ ồn, cái độ rung được giảm rất nhiều so với thế hệ trước đây. Đây là máy dầu nha, mà nhiều khi các bạn ngồi bên trong khoang cabin, các bạn di chuyển cái xe này mình nghĩ cứ tưởng như là máy xăng các bạn. Nó êm và cái độ nhạy của cái chân ga phản ứng rất rất tốt, chứ nó không có cảm giác ù lì của những cái động cơ máy dầu đặc trưng. Với thời buổi công nghệ bây giờ, có thể nói là máy dầu là một cái loại động cơ mà bền bỉ, tiết kiệm và đưa cho chúng ta một cái tính kinh tế rất rất cao trên những cái dòng xe mà phục vụ cho cái tính công việc như là kiểu như là Ford Ranger như thế này. Rất rất hay. Và các bạn thấy là những cái hộp chờ đây nè, để gắn thêm bình ắc quy các bạn, để khi mà các bạn gắn thêm những cái thiết bị điện đó mà cần sử dụng thêm một cái bình ắc quy phụ, thì chúng ta sẽ có sẵn cái vị trí để chúng ta gắn lên luôn. Một cái khả năng thích ứng từng cái nhu cầu sử dụng khác nhau rất rất tốt trên cái dòng bán tải này. Cường đánh giá rất cao về cái tính thích ứng này. Cuối cùng là về trang bị và công nghệ hỗ trợ người lái liên quan đến phần là an toàn. Thì tất cả những cái tính năng an toàn cơ bản cho một chiếc xe đều được tích hợp đầy đủ. Cường sẽ liệt kê lại cho các bạn một danh sách trang bị, phải nói rất rất đầy đủ các bạn. Tuy là một chiếc xe bán tải chỉ có cái mức giá từ 707 triệu đồng cho cái phiên bản là số tự động một cầu và 776 triệu đồng cho phiên bản số tự động hai cầu, mà trang bị phải nói là quá đầy đủ đi. 6 túi khí, các bạn tìm đi, những cái xe phổ thông mà phục vụ cho gia đình thôi, thậm chí còn không được 6 túi khí cơ. Còn đây là một chiếc xe bán tải chỉ đơn thuần là phục vụ cho những cái công việc thôi, mà trang bị luôn 6 túi khí, cân bằng điện tử ABS, phanh khẩn cấp, phanh bộ lực, phanh điện tử, cái gì cũng có trên chiếc xe này luôn. Phải nói là quá quá an toàn cho một chiếc xe bán tải mà cái mức giá chỉ từ 700 triệu các bạn. Ngày 1 tháng 7 này, chính phủ sẽ giảm 50% thuế trước bạ, cộng với lại chương trình hỗ trợ của nhà máy, cộng với lại chương trình giảm của đại lý. Chiếc xe này hiện tại lăn bánh cái mức giá của nó còn thấp hơn giá niêm yết luôn. Tôi nói ví dụ như 707 đúng không? Sau khi mình lăn bánh luôn á, mức giá dưới 700 triệu. Phải nói là nghe nó vô lý đúng không bạn? Tức là mình mua một xe mình phải bỏ thêm những cái khoản phí để chúng ta lăn bánh chiếc xe, thì chắc chắn là giá lăn bánh nó phải cao hơn giá niêm yết. Còn bây giờ giá lăn bánh nó thấp hơn cả giá niêm yết luôn. Sự thật nha. Hiện tại có rất nhiều chương trình như chiếc xe này, giảm tiền mặt, giảm phụ kiện, tặng bảo hiểm, các bạn muốn cái gì là bên mình tặng cho các bạn đó, làm sao phù hợp nhất là cái nhu cầu sử dụng của chúng ta, để làm sao chúng ta mua một chiếc xe hợp lý nhất mà trang bị vẫn đầy đủ nhất trong quá trình sử dụng của chúng ta. Và các bạn thấy sao về chiếc xe này, hãy comment cho cùng biết nha. Cùng nhắc lại, với dòng XLS này chúng ta sẽ có hai phiên bản.
phiên bản số tự động 1 cầu 707, phiên bản số tự động 2 cầu là 776 triệu đồng. Và hai phiên bản này đó là chỉ là cái mức giá niêm yết, giá lăn bánh thực tế còn thấp hơn cả giá niêm yết. Các bạn thấy sao? Hãy comment cho Cường cùng biết. Và nếu các bạn mua Ford bán tải, các bạn sẽ mua phiên bản nào? Hãy comment cho Cường cùng biết nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Nếu các bạn có nhu cầu mua xe, hãy gọi lại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả gần nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.